Cảm ơn quý vị đã giữ nguyên băng tần 18.14 của đài CBN. Và ngay sau đây, Việt Hoàng sẽ đến với quý vị qua phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin thống đốc tiểu bang Texas cam kết thành lập lực lượng chống khủng bố. Đương kim tổng thống thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott vào ngày thứ Tư 14 tháng 8 loan báo, ông sẽ ban hành sắc lệnh thành lập một lực lượng chống khủng bố nhằm để đối phó với vụ xả súng đẫm máu tại thành phố El Paso, vốn đã khiến cho 22 người bị thiệt mạng trong ngày 3 tháng 8 vừa qua. Phát biểu nêu trên đã được ông Abbott đưa ra khi tới tham dự một buổi lễ tưởng niệm nhằm để vinh danh các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công ở El Paso. Vụ việc đã một lần nữa gây chấn động lịch sử vì hầu hết các người bị thương vong đều là công dân của Mỹ Tây cơ. Án mạng đã xảy ra bên trong chi nhánh siêu thị Walmart khoảng vài tuần lễ trước ngày khai trương. Trước khi gây án, thủ phạm Patrick Crozier còn cho đăng một bài viết lên mạng xã hội, đồng thời gọi những người nhập cư Trung Mỹ là kẻ ngoài xâm. Kính thưa quý vị, 6 cảnh sát viên bị bắn trọng thương tại thành phố Philadelphia. Có đến 6 nhân viên công lực được cho là đã bị thương tích nghiêm trọng vào ngày thứ Tư 14 tháng 8 trong một màn xả súng tại thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania. Dựa vào thông tin ghi nhận từ sở cảnh sát, vụ tấn công đã xảy ra khi các sĩ quan tới bố ráp một căn tư gia bị tình nghi là nơi chứa ma túy. Và chỉ trong vòng vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, thủ phạm đã bắn trọng thương vài nhân viên cảnh sát, đồng thời bắt giữ hai người khác làm con tin. Nhằm để ngăn chặn tình trạng thương vong xảy ra, giới chức trách đã khuyên người dân hạn chế ra ngoài. Một nguồn tin không chính thức còn cho biết, có người đã nhìn thấy thủ phạm livestream toàn bộ diễn biến của vụ tấn công lên mạng lưới điện toàn cầu. Trước đó khoảng vài tuần lễ, Hoa Kỳ đã phải chứng kiến hai vụ xả súng khác tại California, Texas và Ohio. Thống đốc tiểu bang New Jersey kêu gọi chính quyền liên bang giúp đối phó với cuộc khủng hoảng nước nhiễm chì. Giới chức trách hàng đầu tiểu bang New Jersey vào ngày thứ Tư 14 tháng 8 cho biết, nơi này trong suốt thời gian qua đã không ngừng phân phát nước đóng chai cho cư dân sinh sống trong khu vực ngay vào thời điểm đang xảy ra cuộc khủng hoảng nước nhiễm chì, đe dọa tới sức khỏe của mọi người ở địa phương. Do đang không thể đáp ứng yêu cầu của cơ quan bảo vệ môi trường EPA, nên tiểu bang New Jersey đã kêu gọi chính quyền liên bang can thiệp bằng cách cung cấp những khoản ngân sách cần thiết để mua thêm nước chai. Vì lượng nước dự trữ đang dần cạn kiệt, nên chưa rõ tiểu bang New Jersey sẽ tiếp tục cung cấp nước đóng chai đến bao giờ. Chì là một hóa chất có hại cho sức khỏe. Những người bị nhiễm độc chì thường có các triệu chứng như sốt cao, đau bụng, rối loạn thần kinh, thậm chí là tử vong. Kính thưa quý vị, biểu tình phản đối chích ngừa tại tiểu bang New York. Hơn 1.000 cư dân bản xứ đã cùng nhau quy tụ về thành phố Albany thuộc tiểu bang New York vào ngày thứ Tư 14 tháng 8 để lên án việc chính quyền hủy bỏ chính sách miễn chích ngừa vì lý do tôn giáo thể theo yêu cầu của các khu học chánh. Một phiên điều trần cũng đã diễn ra để thẩm phán tối cao Pháp viện Dennis Harman đưa ra phán quyết cuối cùng về việc nên hay không nên ngăn chặn đạo luật chích ngừa mới trước khi niên học 2019-2020 chính thức bắt đầu. Được biết trước đây, toàn bộ 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, bao gồm cả New York, đều cho phép các học sinh không chích ngừa vì lý do y tế hoặc tôn giáo, dẫn đến việc các trường hợp mắc bệnh, ban sởi hay còn gọi là mislead đang ngày càng một leo thang. Tác hại của tình trạng ô nhiễm môi trường có nhiều điểm tương đồng với hậu quả của việc hút thuốc lá. Việc tiếp xúc với tình trạng ô nhiễm môi trường trong suốt thời gian dài được cho là sẽ mang lại nhiều tác hại cho sức khỏe, tương tự như hậu quả của thói quen hút một gói thuốc một ngày trong vòng nhiều năm. Nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí y khoa The Medical Journal JAMA vào ngày thứ Ba, 13 tháng 8. Cuộc khảo sát đã kéo dài suốt 10 năm, đồng thời được xem là có số thiện nguyện viên tham gia nhiều nhất, tương đương với khoảng 70.000 người sinh sống tại 6 thành phố lớn khác nhau trên toàn cõi Hoa Kỳ. Nếu như kéo dài, những tạp chất do ô nhiễm môi trường mang lại có thể khiến cho con người gặp các vấn đề liên quan tới hệ hô hấp, điển hình như bệnh phổi ứ khí emphysema. Bệnh phổi kinh niên từ từ sẽ khiến cho máu không nhận được hàm lượng oxygen cần thiết. Tình trạng này cũng thường được ghi nhận ở những người hút thuốc thường xuyên. Kính thưa quý vị,
các nhà khoa học đã phát giác ra nhiều mảnh nhựa li ti trong nước mưa ở tiểu bang Colorado. Tình trạng ô nhiễm chất thải nhựa hiện đang được xem là một vấn nạn đáng lo ngại trên toàn cầu. Và mới đây, các nhà khoa học còn phát giác ra rất nhiều mảnh nhựa vụn nhỏ hòa lẫn trong nước mưa tại một số khu vực của tiểu bang Colorado. Đây không phải là lần đầu tiên trong nước mưa được phát giác có chứa thêm mảnh nhựa. Vấn đề này cũng đã được ghi nhận tại miền nam nước Pháp và các hòn đảo xa xôi. Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của chất thải nhựa, cũng như không biết nó có hại như thế nào đối với sức khỏe của con người. Một cuộc nghiên cứu mới độc lập khác cho thấy, tình trạng ô nhiễm không khí mang lại vô số hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, khiến cho phổi bị lão hóa sớm, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh suy hô hấp mãn tính, hay còn được gọi là COPD. Xin quý vị hãy tiếp tục giữ nguyên băng tần 18.14. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần tin Việt Nam và Hoa Kỳ cùng với một vài thông tin bảo trợ cho đài.